Hello các bạn. Tiếp theo thì hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép chia sẻ thêm một số cái mẹo. Thứ nhất là một số nhân với 4. Chúng ta có hai ví dụ 18 nhân 4 và 130 nhân 4. Vậy thì tính nhẩm, tính mẹo sao cho nó nhanh. Thì thay vì nhân với 4 thì cái mẹo tính nhẩm á là chúng ta chỉ nhân với 2 thôi, tức là lấy 18 nhân 2. Sau đó nhân 2 một lần nữa thì chúng ta sẽ có kết quả. Vì nhân 2 nó dễ hơn mà, nó dễ hơn nhân 4 nhiều lần. Cho nên là chúng ta sẽ có kết quả 18 nhân 2 bằng 36, và tiếp tục nhân 2 thì chúng ta sẽ có kết quả bằng 72. Đã như vậy 18 nhân 4 bằng 72. Như vậy thì cái bài học rút ra ở đây đó là một số nhân 4 thì ta lấy số đó nhân 2 hai lần. Nhân xong, nhân 2 một lần rồi được bao nhiêu kết quả, chúng ta nhân tiếp một lần nữa. Như vậy thì đối với phép tính dưới này, 130 nhân 4, chúng ta nhân 2 lần đầu sẽ được 260. 130 nhân 2 bằng 260 mà. Rồi 260 nhân 2 một lần nữa, chúng ta sẽ có 520. Đó là cách tính nhẩm. Nó đơn giản hơn là chúng ta nhân với trực tiếp nhân với 4. Chúng ta kiểm tra lại bằng máy tính nha. 18 nhân 4 bằng 72. Đi 130 nhân 4 bằng 520. Rồi, đó là cái mẹo đối với phép nhân một chữ số với 4. Cái bài thứ hai hôm nay đó là cái mẹo nhân với 8. Đó, từ cái cách mà tính nhẩm với một số nhân với 4 thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sẽ có cái cách tính nhẩm một số nhân với 8. Nó cũng rất là nhanh. Ví dụ chúng ta có một cái bài toán là 120 nhân 8. Thì bây giờ làm sao cho nó nhanh? Thì thay vì nhân trực tiếp với 8, chúng ta sẽ nhân 2 3 lần. Nhân 2 3 lần là ra kết quả. Để diễn giải cho nó dễ hiểu thì nếu mà ghi thành bài bản á là sẽ thành là 120 nhân 2 một lần. Xong ra kết quả chúng ta nhân 2 một lần nữa. Đó, rồi sau có kết quả chúng ta nhân 2 một lần nữa. Đó là ghi cho nó bài bản khoa học. Thực ra thì trong quá trình tính nhẩm ít khi mình ghi đàng hoàng, tại vì mình chỉ giải thích thôi mà, cho nên ít khi ghi đàng hoàng thì cũng có một số khán giả là không khoái vụ đó. Nó yêu cầu khi mà ghi thì phải ghi bài bản đàng hoàng rõ ràng. Nhưng mình ghi như vậy thì nó hơi dài dòng. Còn nếu mà tính nhẩm thì 120 nhân lần đầu tiên sẽ được 240, nhân lần thứ hai sẽ được 480, và nhân lần thứ ba nó sẽ bằng 960. Đó là cách tính nhẩm. Đó thì nếu mà diễn giải ra cho nó dễ hiểu á thì chúng ta có lần 1 là bằng 120 nhân 2 bằng 240. Lần 2 bằng 240 nhân 2 nó sẽ bằng 480, và lần 3 nhân 3 lần sẽ bằng 400. Lần 3 sẽ bằng 480 nhân 2 sẽ bằng 960. Trong thực tế tính nhẩm làm toán thì nhìn vô là chúng ta tính nhanh ra được kết quả. Đó, nhưng mà khi diễn đạt ghi lại thì nó hơi dài dòng, nó hơi lâu hơn nhiều lần so với tính toán. Tuy nhiên cái bài học ở đây, bài học rút ra ở đây là một số nhân 8. Thì lấy số đó nhân 2 3 lần, nhân 2 lên một lần, nhân 2 tiếp 2 lần, và nhân 2 tiếp một lần nữa, 3 lần thì sẽ có kết quả. Chúng ta thử phép tính này nha. 120 nhân 8 bằng 960. Rồi. Cái phép tính thứ ba mà hôm nay muốn chia sẻ đó là một số nhân với 12. Một số mà nhân với cái 12 thì rõ ràng chúng ta sẽ có cái mẹo tính nhẩm rất là nhanh ha.
tách cái số này ra thành 10 và 2. Đó, thì chúng ta từ một cái bài toán khó, ví dụ như chúng ta có một cái bài toán là 52 nhân 12. Nếu tách cái này ra thành 10 và 2 thì từ một cái bài toán khó chúng ta sẽ thành một cái bài toán rất là dễ. Đó là thành 52 nhân 10 và cộng 52 nhân 2. Thì hầu như bài toán đầu chúng ta không phải làm rồi, 52 nhân 10 bằng 520. Chỉ thêm số 0 vô coi như không, coi như là không làm rồi. Đó. Và 52 nhân 2 bằng 104 thì cũng rất đơn giản. Lấy 104 cộng với 520. Đó thì thành 624. Rất là gọn gàng, rất là nhanh chóng. Đã đúng ra ghi rõ thì ghi ở đây là sẽ là 520 cộng 104 rồi dưới này mới bằng 624. Đã ghi tắt nó vậy. Và tính nhẩm thì vậy thôi, cái này mình ghi để mình diễn giải cái ý tưởng thôi. Đã, còn trong quá trình học làm bài rồi này kia các em đâu có trình bày cái này. Học sinh đâu có trình bày theo kiểu này. Rồi hoặc là chúng ta có lấy một ví dụ nữa đi. Ví dụ như 225 chẳng hạn nhân 12. Đó. Chúng ta sẽ bằng ngay là có luôn cái kết quả luôn là 2250, khỏi ghi là 225 nhân 10 ha. Đó, rồi cộng luôn 2 nhân cái này luôn nè. 450. 2 nhân 5 là 10, 2 nhân 2 là 4, 1 nhớ là 5, 2 nhân 2 là 4, cộng 450. Và nó ra kết quả luôn. Đấy. 10 nhớ 1, 4, 6, 1 là 7, 2700. Đó, ra luôn kết quả. Ví dụ vậy. Đó. Còn ghi chi tiết đàng hoàng thì nó sẽ bằng 225 nhân 10 cộng 225 nhân 2 và bằng ở đây 2.205 gì gì đó là 225 nhân 10 sẽ bằng 2.250 cộng cái này là 450 đó. Và bằng ở dưới này một lần nữa là 2700. À. Đó là ghi cho nó đàng hoàng. Còn thực ra tính nhẩm thì không có ai ghi ra, chỉ ghi vắn tắt rồi miễn ra kết quả chính xác hay thôi. Rồi, chúng ta thử kết quả phép tính này các bạn. 225 nhân 12 bằng đó, 2700. À, như vậy đối với cái mẹo nhân một số với 12 thì chúng ta lấy cái số đó nhân với 10 rồi cộng số đó nhân với 2, và cái số đó nhân với 10 thì hầu như là không không có có nhân rồi, khỏi phải nhân rồi, lấy số đó thêm số 0 vô là được rồi, ra kết quả. Còn cái mỗi một số mà nhân với 2 thì chúng ta cũng nhanh chóng tìm được kết quả. Đã rồi cộng hai số đó lại với nhau thôi thì sẽ ra kết quả một số nhân với 12 rất là nhanh. Rồi và cuối cùng trong cái video hôm nay thì xin chia sẻ tiếp cái thứ năm, đó là một số nhân với 14. Đó thì nắm nguyên tắc hồi nãy giờ là chúng ta thấy như vậy, nếu nắm một nguyên tắc một số nhân 4 thì chúng ta sẽ xử lý cái bài này cũng rất gọn gàng đơn giản. Chúng ta chỉ cần lấy số đó nhân với 10 nè. Đó, rồi cộng với số đó nhân 2 lần 2. À, nhân hồi nãy chúng ta đã nắm cái nguyên tắc rồi. Muốn lấy một số nhân với 4 thì lấy số đó nhân 2 2 lần. À, thì bây giờ cũng vậy. À, thì khi mà thành thạo cái phép tính mà nhân một số nhân với 4 rồi thì rõ ràng cái phép tính một số nhân với 14 nó cũng tương đối đơn giản. Đây ví dụ chúng ta có một cái bài tập là 85 nhân 14.
Rõ ràng, cái phép tính đầu tiên là chúng ta lấy 85 nhân 10 ha, chúng ta ghi luôn 850 cũng được. Nhưng mà nếu ghi đàng hoàng sẽ là 85 nhân 10. Rồi bắt đầu mới cộng. Cộng cái số 85 này nè. Nhân 2 một lần. Rồi nhân 2 thêm một lần nữa là ra kết quả. Vậy nó bằng chỗ này sẽ bằng là 850 cộng cái chỗ này 85 nhân 2 là bằng 170. 170 nhân 2 nó sẽ là bằng 340. Rồi 50 cộng 40 là 90, 8 cộng 3 là nó sẽ bằng 1190. Đó, một số nhân với 4 thì cái mẹo tính nhẩm là như vậy. Chúng ta thử kết quả phép tính này. 85 nhân 14 bằng đây 1190. Rồi. Rồi, thử một cái số lớn hơn chút xíu ha. Ví dụ 135 đi nhân 14. Rõ ràng chúng ta sẽ có 135 nhân 10 cộng 135 nhân 2. Rồi nhân 2 cái nữa. Kết quả dưới này chúng ta sẽ có được 1350 hả? Cộng với là 135 nhân 2 tức là nó bằng 270. 270 nhân 2 cái nữa nó bằng 540. Đó. Và kết quả ở sau này là 90, ở trước là 18. 1890. Rồi, chúng ta thử phép tính này nha. 135 nhân 14 bằng đây 1890. Chính xác ha các bạn. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.